Quân vẫn tiếp tục khen Đạt là hát hay thì là sẽ hại em đấy. Không, anh nghĩ là anh chưa không? Nhận anh chưa nhận xét xong mà. Anh đang nói về khía cạnh là trà thanh nhiệt gốc nội thân, thanh nhiệt bên trong, tươi thắng bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Nhưng mà người ta hát rất tốt, nhưng đối với anh hát tốt không phải là hát hay. Ngày hôm nay là em hát chưa tốt đâu, nhưng mà em hát hay. Anh thấy ngày hôm nay em hát hay, nhưng mà chưa phải là tốt. Quân ơi, cho phép em ngắt lời một tí xíu được không? Tại vì thật ra mà nói là chắc là Trà với Quân cũng biết nhau khá là lâu rồi đúng không? Và thật ra mà nói là nếu trong tiết mục này Quân vẫn tiếp tục khen Đạt là hát hay thì là sẽ hại em đấy. Không, anh nghĩ là anh chưa nhận xét xong mà. Anh đang nói tại về vì, khía cạnh là có quá nhiều lời khen trước đó làm chẳng sợ rằng là Đạt sẽ bị hoang mang và sẽ không nhận định được như thế nào mới là đúng trong phần thi này. Thực ra là anh phải chia sẻ với Tràm là Tràm cũng biết tiếng Anh là một người rất là thẳng thắn và cá nhân anh và Tràm thì cũng là những người rất là nghiêm khắc và nghiêm túc trong âm nhạc. Thực ra đây là cảm nhận của anh, bởi vì anh không biết là trước đó có nhiều lời khen cho Đạt hay không, nhưng đây là cảm nhận riêng của anh. Anh thấy là bạn ấy chạm đến trái tim của anh và thật ra mà nói trước đấy những tiết mục trước đây của Đạt, bản thân Tràm là người khen Đạt rất là nhiều. Bản thân Tràm hôm nay cũng là một người đặt nhiều kỳ vọng giống như chị Trang, giống như rất nhiều các anh chị báo chí. Nhưng thật sự mà nói, Tràm nói với các anh chị báo chí vì muốn, với các anh chị nhà nghề, vì muốn rằng là hãy đừng nặng nề quá với Đạt ngày hôm nay, bởi vì các bạn có rất nhiều câu chuyện ở bên ngoài, cũng như là cảm xúc khi gặp gia đình mình. Nhưng để khen Đạt ngày hôm nay, hay để nói đây không phải là một tiết mục không tốt, thì Tràm nghĩ đúng đây là một tiết mục không tốt và phải nói rõ ràng để cho em biết. Và em cũng muốn chân thành đối với tất cả các anh chị báo chí, đó là ngày hôm nay các anh chị đang đứng đây với con mắt của đại chúng để nhìn vào các phần thi của các em. Là con mắt của đại chúng thì thật sự ra mà nói là âm nhạc nó rất là vô chừng và sẽ có nhiều người nghĩ rằng là như thế này là hay, có nhiều người nghĩ rằng như thế này là không hay. Nhưng mà tại sao em xin cho các bạn, bởi vì tiếp xúc với các bạn thời điểm bây giờ mình thương các bạn quá. Và chị cũng muốn nói với Đạt là trong số các anh chị báo chí ngồi đây, thật sự muốn nói cho em với cả Bá Phương biết là có rất nhiều bài báo đã chê chị từ ngày đầu chị mới vào nghề. Và nếu ngày hôm nay các anh chị chê trách em như chị đã khó tính trong những vòng trước, thì các em hãy biết gửi lời cảm ơn. Bởi vì một lời chê trách đến lúc cần thiết thì em mới biết rằng em đang ở vị trí nào. Và em mới tỉnh ngộ được em là ai, em đang ở đâu. Ngày hôm nay ai chê mình sẽ giúp mình trưởng thành. Và ngày hôm nay ai ganh ghét đố kỵ mình sẽ giúp mình bản lĩnh. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Bữa thi thay đổi, 2 triệu lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng. Cánh giá theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki chấm vi em. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.